Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn. Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 6. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng: Hãy nói cho dân Israel rằng: Bất luận người nam hay nữ khi hứa nguyện Na-si-rê đặng biệt mình riêng ra cho Đức Giê-hô-va thì phải kiêng cử rượu và vật uống say, chẳng nên uống hoặc giấm rượu hoặc giấm của vật uống say. Lại cũng chẳng nên uống một thứ nước nào bằng trái nho, hay là ăn nho tươi hoặc nho khô. Trọn trong lúc người biệt mình riêng ra, chớ ăn món chi của nho sinh sản hết, từ hột đến da. Trọn trong lúc hứa nguyện Na-si-rê mình, chớ nên dùng dao cạo đầu. Người sẽ nên thánh và phải để tóc mọc cho đến chừng nào kỳ biệt mình riêng ra cho Đức Giê-hô-va đã được mãn. Trọn trong lúc người biệt mình riêng ra cho Đức Giê-hô-va, chớ đến gần người chết. Người chớ vì cha hoặc vì mẹ, vì anh hoặc vì chị đã chết mà làm cho mình bị ô uế. Vì dấu chỉ sự biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời vẫn ở trên đầu người. Trọn trong lúc hứa nguyện Na-si-rê, người được biệt ra thánh cho Đức Giê-hô-va. Nếu ai chết thình lình gần bên người, làm cho ô uế đầu mình đã biệt riêng ra thánh, thì phải cạo đầu mình trong ngày được sạch, tức là ngày thứ bảy. Qua ngày thứ tám, người phải đem hai chim cừu hay là hai bò câu con đến cho thầy tế lễ tại cửa hội mạc. Thầy tế lễ sẽ dâng con này làm của lễ chuộc tội, con kia làm của lễ thiêu và chuộc tội cho người đã phạm vì cớ xác chết. Vậy trong ngày đó, người sẽ biệt đầu mình riêng ra thánh. Thế thì, người phải biệt riêng ra cho Đức Giê-hô-va những ngày về nguyện Na-si-rê mình lại và dâng một con chiên con được giáp năm làm của lễ chuộc sự mắc lỗi và những ngày trước không kể nữa vì sự Na-si-rê mình đã bị ô uế. Này là luật lệ về người Na-si-rê. Khi nào những ngày Na-si-rê mình đã mãn, người ta phải đem người đến tại cửa hội mạc. Người phải dâng của lễ mình cho Đức Giê-hô-va, tức là một con chiên con giáp năm không tỳ vít làm của lễ thiêu, một con chiên cái giáp năm không tỳ vít làm của lễ chuộc tội và một con chiên đực không tỳ vít làm của lễ thù ân. Một giỏ bánh không men bằng bột lọc, bánh nhỏ tưới dầu, bánh tráng không men thoa dầu, luôn với của lễ chay và lễ quán cặp theo các lễ kia. Thầy tế lễ sẽ đem những của lễ này đến trước mặt Đức Giê-hô-va và dâng của lễ chuộc tội cùng của lễ thiêu của người. Rồi, ngoại trừ giỏ bánh không men, dâng luôn con chiên đực làm của lễ thù ân cùng dâng của lễ chay và lễ quán của người. Tại cửa hội mạc, người Na-si-rê phải cạo đầu mình đã biệt riêng ra, lấy tóc bỏ vào lửa dưới của lễ thù ân. Sau khi người Na-si-rê cạo đầu rồi, thầy tế lễ sẽ lấy cái vai chín của chiên đực, một cái bánh nhỏ không men trong giỏ, một bánh tráng không men và để trong lòng hai bàn tay người, rồi đưa qua đưa lại trước mặt Đức Giê-hô-va. Ấy là một vật thánh về thầy tế lễ với cái o đưa qua đưa lại và cái giò dâng dơ lên. Kế đó, người Na-si-rê được phép uống rượu. Đó là luật lệ về người Na-si-rê đã hứa nguyện. Và đây là của lễ người phải dâng cho Đức Giê-hô-va về nguyện Na-si-rê mình, ngoại trừ của lễ nào người có thế dâng thêm. Người phải theo luật lệ về sự Na-si-rê mình mà làm theo lời hứa nguyện của mình vậy. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy nói cùng A-rôn và các con trai người mà rằng: Các ngươi phải chúc phước cho dân Israel như vậy. Cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước cho ngươi và phù hộ ngươi. Cầu xin Đức Giê-hô-va chiếu sáng mặt Ngài trên ngươi và làm ơn cho ngươi. Cầu xin Đức Giê-hô-va đoái xem ngươi và ban bình an cho ngươi. Họ phải đặt danh ta trên dân Israel như vậy, thì ta đây sẽ ban phước cho dân đó. Chương 7. Khi Môi-se đã dựng xong đền tạm và đã sức dầu cùng biệt riêng ra thánh hết thảy đồ đạc của đền tạm, sức dầu và biệt riêng ra thánh bàn thờ và hết thảy đồ đạc của bàn thờ rồi, thì các trưởng tộc của Israel, tức là các quan trưởng và những chi phái mà đã cai trị cuộc tu bộ dân, đều đem dâng lễ vật của mình,
Vậy, các quan trưởng dẫn lễ vật mình đến trước mặt Đức Giê-hô-va. 6 xe cộ hình như cái kiệu và 12 con bò đực, nghĩa là mỗi 2 quan trưởng đồng dâng một xe cộ và mỗi một người dâng một con bò đực. Họ dâng lễ vật đó trước đền tạm. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Mô-sê rằng: Hãy thâu nhận các lễ vật của những người này để dùng vào công việc hội mạc, và hãy giao cho người Lê-vi, tức là cho mọi người tùy theo chức phận mình. Vậy, Mô-sê bèn nhận lấy các xe cộ và những bò đực, giao cho người Lê-vi. Người giao cho con cháu Gạt-sôn 2 xe cộ và 4 con bò đực, tùy theo chức phận của họ. Người giao cho con cháu Merari 4 xe cộ và 8 con bò đực, tùy theo chức phận của họ. Có Ithama, con trai thầy tế lễ Aaron làm quản lý. Nhưng người không có giao chi cho con cháu Kehat, vì họ mắc phần công việc về những vật thánh và gánh vác những vật đó trên vai mình. Trong ngày bàn thờ được sức dầu, các quan trưởng dâng lễ vật mình trước bàn thờ về cuộc khánh thành nó. Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-sê rằng: Các quan trưởng phải đem lễ vật mình về cuộc khánh thành bàn thờ. Người này thì ngày nay, người kia thì ngày kia. Người dâng lễ vật mình ngày đầu là Nahashon, con trai của Aminadab, thuộc về chi phái Juda. Lễ vật người là một cái dĩa bạc nặng 130 siếc lơ, một cái chậu bạc nặng 70 siếc lơ theo siếc lơ của nơi thánh. Cả hai cái đều đầy bột lọc nhồi dầu dùng về của lễ chay. Một cái chén vàng nặng 10 siếc lơ đầy thuốc thơm. Một con bò đực tơ, một con chiên đực, một con chiên con giáp năm dùng về của lễ thiêu, một con dê đực dùng về của lễ chuộc tội. Và về của lễ thù ân, 2 con bò đực, 5 con chiên đực, 5 con dê đực và 5 con chiên con giáp năm. Đó là lễ vật của Nahashon, con trai Aminadab. Ngày thứ hai, Nathanael, con trai của Sua, quan trưởng Isaka, dâng lễ vật mình. Người dâng một cái dĩa bạc nặng 130 siếc lơ, một cái chậu bạc nặng 70 siếc lơ theo siếc lơ của nơi thánh. Cả hai cái đều đầy bột lọc nhồi dầu dùng về của lễ chay. Một cái chén vàng nặng 10 siếc lơ đầy thuốc thơm. Một con bò đực tơ, một con chiên đực, một con chiên con giáp năm dùng về của lễ thiêu, một con dê đực dùng về của lễ chuộc tội. Và về của lễ thù ân, 2 con bò đực, 5 con chiên đực, 5 con dê đực và 5 con chiên con giáp năm. Đó là lễ vật của Nathanael, con trai Sua. Ngày thứ ba, đến quan trưởng của con cháu Sabulon là Eliab, con trai của Helon. Lễ vật của người là một cái dĩa bạc nặng 130 siếc lơ, một cái chậu bạc nặng 70 siếc lơ theo siếc lơ của nơi thánh. Cả hai cái đều đầy bột lọc nhồi dầu dùng về của lễ chay. Một cái chén vàng nặng 10 siếc lơ đầy thuốc thơm. Một con bò đực tơ, một con chiên đực, một con chiên con giáp năm dùng về của lễ thiêu, một con dê đực dùng về của lễ chuộc tội. Và về của lễ thù ân, 2 con bò đực, 5 con chiên đực, 5 con dê đực và 5 con chiên con giáp năm. Đó là lễ vật của Eliab, con trai Helon. Ngày thứ tư, đến quan trưởng của con cháu Ruben là Elishu, con trai Shedeo. Lễ vật của người là một cái dĩa bạc nặng 130 siếc lơ, một cái chậu bạc nặng 70 siếc lơ theo siếc lơ của nơi thánh. Cả hai cái đều đầy bột lọc nhồi dầu dùng về của lễ chay. Một cái chén vàng nặng 10 siếc lơ đầy thuốc thơm. Một con bò đực tơ, một con chiên đực, một con chiên con giáp năm dùng về của lễ thiêu, một con dê đực dùng về của lễ chuộc tội. Và về của lễ thù ân, 2 con bò đực, 5 con chiên đực, 5 con dê đực và 5 con chiên con giáp năm. Đó là lễ vật của Elishu, con trai Shedeo. Ngày thứ năm, đến quan trưởng của con cháu Simeon là Shelumien, con trai Surihadai. Lễ vật của người là một cái dĩa bạc nặng 130 siếc lơ, một cái chậu bạc nặng 70 siếc lơ theo siếc lơ của nơi thánh. Cả hai cái đều đầy bột lọc nhồi dầu dùng về của lễ chay. Một cái chén vàng nặng 10 siếc lơ đầy thuốc thơm. Một con bò đực tơ, một con chiên đực, một con chiên con giáp năm dùng về của lễ thiêu, một con dê đực dùng về của lễ chuộc tội. Và về của lễ thù ân, 2 con bò đực, 5 con chiên đực, 5 con dê đực
và 5 con chiên con giáp năm. Đó là lễ vật của Shelumiel, con trai Surihadai. Ngày thứ 6 đến quan trưởng của con cháu Gác là Eliashab, con trai Deuel. Lễ vật của người là một cái dĩa bạc nặng 130 siếc lơ, một cái chậu bạc nặng 70 siếc lơ theo siếc lơ của nơi thánh. Cả hai cái đều đầy bột lọc nhồi dầu dùng về của lễ chay. Một cái chén vàng nặng 10 siếc lơ đầy thuốc thơm. Một con bò đực tơ, một con chiên đực, một con chiên con giáp năm dùng về của lễ thiêu. Một con dê đực dùng về của lễ chuộc tội. Và về của lễ thù ân, 2 con bò đực, 5 con chiên đực, 5 con dê đực và 5 con chiên con giáp năm. Đó là lễ vật của Eliashab, con trai Deuel. Ngày thứ 7, đến quan trưởng của con cháu Ephraim là Elishama, con trai Amihud. Lễ vật của người là một cái dĩa bạc nặng 130 siếc lơ, một cái chậu bạc nặng 70 siếc lơ theo siếc lơ của nơi thánh. Cả hai cái đều đầy bột lọc nhồi dầu dùng về của lễ chay. Một cái chén vàng nặng 10 siếc lơ đầy thuốc thơm. Một con bò đực tơ, một con chiên đực, một con chiên con giáp năm dùng về của lễ thiêu. Một con dê đực dùng về của lễ chuộc tội. Và về của lễ thù ân, 2 con bò đực, 5 con chiên đực, 5 con dê đực và 5 con chiên con giáp năm. Đó là lễ vật của Elishama, con trai Amihud. Ngày thứ 8, đến quan trưởng của con cháu Manasse là Gamaliel, con trai Phê-đác-su. Lễ vật của người là một cái dĩa bạc nặng 130 siếc lơ, một cái chậu bạc nặng 70 siếc lơ theo siếc lơ của nơi thánh. Cả hai cái đều đầy bột lọc nhồi dầu dùng về của lễ chay. Một cái chén vàng nặng 10 siếc lơ đầy thuốc thơm. Một con bò đực tơ, một con chiên đực, một con chiên con giáp năm dùng về của lễ thiêu. Một con dê đực dùng về của lễ chuộc tội. Và về của lễ thù ân, 2 con bò đực, 5 con chiên đực, 5 con dê đực và 5 con chiên con giáp năm. Đó là lễ vật của Gamaliel, con trai Phê-đác-su. Ngày thứ 9, đến quan trưởng của con cháu Benjamin là Abidan, con trai Gideoni. Lễ vật của người là một cái dĩa bạc nặng 130 siếc lơ, một cái chậu bạc nặng 70 siếc lơ theo siếc lơ của nơi thánh. Cả hai cái đều đầy bột lọc nhồi dầu dùng về của lễ chay. Một cái chén vàng nặng 10 siếc lơ đầy thuốc thơm. Một con bò đực tơ, một con chiên đực, một con chiên con giáp năm dùng về của lễ thiêu. Một con dê đực dùng về của lễ chuộc tội. Và về của lễ thù ân, 2 con bò đực, 5 con chiên đực, 5 con dê đực và 5 con chiên con giáp năm. Đó là lễ vật của Abidan, con trai Gideoni. Ngày thứ 10, đến quan trưởng của con cháu Đan là Ahiese, con trai Amishadai. Lễ vật của người là một cái dĩa bạc nặng 130 siếc lơ, một cái chậu bạc nặng 70 siếc lơ theo siếc lơ của nơi thánh. Cả hai cái đều đầy bột lọc nhồi dầu dùng về của lễ chay. Một cái chén vàng nặng 10 siếc lơ đầy thuốc thơm. Một con bò đực tơ, một con chiên đực, một con chiên con giáp năm dùng về của lễ thiêu. Một con dê đực dùng về của lễ chuộc tội. Và về của lễ thù ân, 2 con bò đực, 5 con chiên đực, 5 con dê đực và 5 con chiên con giáp năm. Đó là lễ vật của Ahiese, con trai Amishadai. Ngày thứ 11, đến quan trưởng của con cháu Ase là Phagien, con trai của Abran. Lễ vật của người là một cái dĩa bạc nặng 130 siếc lơ, một cái chậu bạc nặng 70 siếc lơ theo siếc lơ của nơi thánh. Cả hai cái đều đầy bột lọc nhồi dầu dùng về của lễ chay. Một cái chén vàng nặng 10 siếc lơ đầy thuốc thơm. Một con bò đực tơ, một con chiên đực, một con chiên con giáp năm dùng về của lễ thiêu. Một con dê đực dùng về của lễ chuộc tội. Và về của lễ thù ân, 2 con bò đực, 5 con chiên đực, 5 con dê đực và 5 con chiên con giáp năm. Đó là lễ vật của Phagien, con trai Abran. Ngày thứ 12, đến quan trưởng của con cháu Nephtali là Ahira, con trai Enan. Lễ vật của người là một cái dĩa bạc nặng 130 siếc lơ, một cái chậu bạc nặng 70 siếc lơ theo siếc lơ của nơi thánh. Cả hai cái đều đầy bột lọc nhồi dầu dùng về của lễ chay. Một cái chén vàng nặng 10 siếc lơ đầy thuốc thơm. Một con bò đực tơ, một con chiên đực, một con chiên con giáp năm dùng về của lễ thiêu.
một con dê đực dùng về của lễ chuộc tội, và về của lễ thù ân, 2 con bò đực, 5 con chiên đực, 5 con dê đực và 5 con chiên con giáp năm. Đó là lễ vật của Ahira, con trai Enan. Ấy là những lễ vật của các quan trưởng dân Israel dâng về cuộc khánh thành bàn thờ. Khi bàn thờ được sức dầu, 12 dĩa bạc, 12 chậu bạc, 12 chén vàng. Mỗi cái dĩa bạc nặng 130 siếc lơ và mỗi cái chậu bạc nặng 70 siếc lơ. Tổng cộng số bạc của các dĩa và chậu là 2.400 siếc lơ theo siếc lơ của nơi thánh. 12 cái chén vàng đầy thuốc thơm, mỗi cái 10 siếc lơ theo siếc lơ của nơi thánh. Tổng cộng số vàng của chén nặng được 120 siếc lơ. Tổng cộng số bò đực về của lễ thiêu là 12 con, với 12 con chiên đực, 12 con chiên con giáp năm, cùng những của lễ chay cặp theo và 12 con dê đực dùng về của lễ chuộc tội. Tổng cộng số bò đực về của lễ thù ân là 24 con với 60 con chiên đực, 60 con dê đực, 60 con chiên con giáp năm. Ấy là lễ vật dâng về cuộc khánh thành bàn thờ sau khi bàn thờ được sức dầu rồi. Khi Môi-se vào hội mạc đặng hầu chuyện cùng Đức Giê-hô-va, thì người nghe tiếng nói cùng mình từ trên nắp thi ân để trên hòm bản chứng ở giữa hai cherubim. Người hầu chuyện cùng Đức Giê-hô-va vậy. Thi Thiên 45. Lòng tôi đầy tràn những lời tốt, tôi nói điều tôi vịnh cho vua. Lưỡi tôi như ngòi viết của văn sĩ có tài. Ngài xinh đẹp hơn hết thảy con trai loài người, ân điển tràn ra nơi môi Ngài. Vì vậy Đức Chúa Trời đã ban phước cho Ngài đến đời đời. Hỡi đấng mạnh dạn, hãy đai gươm nơi hông là sự vinh hiển và sự oai nghi của Ngài. Vì cớ sự chân thật, sự hiền từ và sự công bình, hãy lấy sự oai nghi Ngài cởi xe lướt tới cách thắng trận. Tay hữu Ngài sẽ dạy cho Ngài những việc đáng kinh. Các mũi tên Ngài bén nhọn bắn thấu tim kẻ thù nghịch vua. Các dân đều ngã dưới Ngài. Hỡi Đức Chúa Trời, ngôi Chúa còn mãi đời nọ qua đời kia. Bính quyền nước Chúa là một bính quyền ngay thẳng. Chúa ưa sự công bình và ghét điều gian ác. Cho nên Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của Chúa đã sức dầu cho Chúa bằng dầu vui vẻ trỗi hơn đồng loại Chúa. Các áo sống Ngài bay mùi thơm một dược, trầm hương và nhục quế. Từ trong đền ngà có tiếng nhạc khí bằng dây làm vui vẻ Ngài. Trong bọn người nữ tôn quý của Ngài có các công chúa. Hoàng hậu đứng bên hữu Ngài, trang sức vàng Ophir. Hỡi con gái hãy nghe, hãy suy nghĩ, hãy lắng tai. Khá quên dân sự và nhà cửa cha của con, thì vua sẽ mộ nhan sắc con, vì Ngài là Chúa con, hãy tôn kính Ngài. Con gái Tyre sẽ đem lễ vật đến, và những người giàu sang hơn hết trong dân sẽ đến cầu ơn con. Công chúa trong đền được rất vinh hiển, áo sống nàng đều thêu dệt bằng vàng. Nàng sẽ mặc áo gấm ra mắt vua, các nữ đồng trinh là bạn đi theo nàng sẽ được đưa đến Ngài. Họ sẽ được dẫn đến có sự vui vẻ và khoái lạc mà vào đền vua. Các con trai Ngài sẽ thay cho tổ phụ Ngài. Ngài sẽ lập họ làm quan trưởng trong khắp thế gian. Tôi sẽ làm cho danh Ngài được nhắc lại trong các đời. Vì cớ ấy, các dân tộc sẽ cảm tạ Ngài đời đời không thôi. Chương 21. Có lời từ nơi Đức Giê-hô-va phán cho Giê-rê-mi khi vua Sê-đê-kia sai Pha-su-rơ, con trai Man-ki-gia, và Sô-phô-ni, con trai thầy tế lễ Ma-a-sê-gia, đến cùng người, mà rằng: Nebuchadnezzar, vua Babylon, đến đánh chúng ta, nên hãy vì chúng ta cầu hỏi Đức Giê-hô-va. Có lẽ Đức Giê-hô-va sẽ vì chúng ta làm y theo mọi việc lạ lùng của Ngài, cho người lìa khỏi chúng ta. Giê-rê-mi đáp rằng: các ông hãy tâu lại cùng Sê-đê-kia như vậy. Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: này, những binh khí trong tay các ngươi đang cầm để đánh đuổi vua Babylon và người Canh-đê hiện vây các ngươi ở ngoài tường thành,
thì ta sẽ khiến lui về và thâu lại vào giữa thành này. Chính ta sẽ chiến đấu nghịch cùng các ngươi, dùng tay giang ra, cánh tay mạnh sức, nổi nóng phát giận và sự thịnh nộ lớn. Ta sẽ đánh dân cư thành này, cả người và vật, chúng nó sẽ chết dịch rất lớn. Đức Giê-hô-va phán: Sau đó ta sẽ phó Sê-đê-kia vua Giu-đa, tôi tớ và dân nó, tức những kẻ còn lại trong thành đã tránh khỏi dịch lệ gươm dao đói kém. Ta sẽ phó chúng nó vào tay Nebuchadnezzar vua Babylon, vào tay những kẻ cừu thù và những kẻ đòi mạng chúng nó. Nebuchadnezzar sẽ đánh chúng nó bằng lưỡi gươm, không dè tiếc, không áy náy, không thương xót. Ngươi khá nói cùng dân này rằng: Đức Giê-hô-va phán như vậy: Này, ta đặt trước mặt các ngươi con đường sống và con đường chết. Kẻ nào cứ ở lại trong thành này sẽ chết bởi gươm dao, đói kém và ôn dịch. Nhưng kẻ nào ra khỏi, đi sang cùng người canh đê, tức người đang vây mình, thì sẽ sống, và sự sống mình sẽ làm của cướp cho mình. Đức Giê-hô-va phán: Vì ta để mặt ta trên thành này mà xuống họa cho, chứ không phải xuống phước. Thành ấy sẽ bị phó vào tay vua Babylon, người sẽ lấy lửa đốt đi. Luận về nhà vua Giu-đa, hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va phán như vậy: Hỡi nhà David, vừa lúc ban mai, hãy làm sự công bình, hãy cứu kẻ bị cướp ra khỏi tay người ức hiếp. E rằng vì các ngươi làm điều ác mà ta phát giận ra như lửa cháy, không ai tắt được chăng? Đức Giê-hô-va phán: Này, hỡi kẻ ở trong nơi trũng, trên vần đá nơi đồng bằng kia, ta nghịch cùng các ngươi là những người nói rằng: Ai sẽ xuống nghịch cùng chúng ta? Ai sẽ sấn vào nơi chúng ta ở? Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ phạt các ngươi theo quả của việc làm các ngươi. Ta sẽ đốt lửa trong rừng, lửa sẽ nuốt hết mọi vật ở chung quanh nó. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như: Ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dậy con Chúa ơi. Những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình Tĩnh Nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn Tĩnh Nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.